là hello nhất, mấy cưng siêu nhân. Quá mày nghe mày giờ cái mày dạo này không được vui tính như ngày xưa nha. Dạo này tao không có hiền nha mày, dạo này tao khó tính rồi đó. Để xem là sắp thương liệu có đủ để clear đến từ bài của VT hay không mà thôi. Đang tấn công, mục tiêu focus khá tốt. Zeke là con thứ đã bị mất máu, khúc cầu lần đầu tiên ngâm và chết được một mình Lucien Carey mà thôi. Henry vẫn còn, Kylian vẫn còn, quay sang focus và cá thân đi nào. Đó là một cú ngắm bay pha bay trúng và đi dành cho Steppy. VT là người thắng và chỉ còn lại cạnh tranh top 1-2 đến từ VT cũng như Ngọc Sáu Múi mà thôi. Bây giờ thì Ngọc Sáu Múi và VT là hai cái tên Việt Nam có thể sẽ cạnh tranh với nhau, và cái tên nào sẽ mang về chiến thắng với cái top 1 đây. Ở phía bên kia là bài 10 cây đây với một con y lao, lượng máu là cực kỳ dày và ngay lập tức nhảy lên nhảy xuống để triệu hồi ra những cái xúc tu mang lại sự chống chịu tốt. Ari tiến lên, Eco vẫn đang làm choáng, còn đây tay đó là bách phát bách trúng, sát thương lao đủ, không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi. Đó là phát bắn đầu và VT trở lại cực kỳ mạnh mẽ ở ván đấu này để có cho mình top 1 với một đội hình đi lên từ Hustle. Ngầu đét. Đó là những gì mà tôi vừa thấy ở VT. Còn VT sau khi trận lấy 3 trận đấu thì có vẻ như cũng khá về cái lựa chọn Yolo, vẫn cứ là những lựa chọn về chuẩn bị và cái lõi kiểu trận kết thúc phần tin của bạn thôi. Thì ở đây có một cái tính chất gì để khá đặc biệt, có thể sẽ là một cái tính chất vàng chăng? Như vậy thì có vẻ như đó sẽ là một bản đồ đi chợ hai đồ đúng không nhỉ? Tôi nghĩ là như vậy. Và để xem nào, trên màn hình của chúng ta hiện tại đang là Steppy với một con Kennen. Về bản đồ thực sự là gì thì đôi khi tôi không rõ nữa. Hoặc cũng có thể rằng đây sẽ là cái bản đồ mà chúng ta sẽ được giống như kiểu là cái đại sảnh cứu trụ cũ ấy, tức là chúng ta sẽ được nhận thêm item sau mỗi cái giai đoạn khởi đầu của vòng đấu. Ba con tướng được drop ra tới từ Steppy hiện tại là Hygarren và thêm một con Jax. Anh ta xuất hiện ở trong kho đồ với con tướng siêu sao đầu tiên làm con Kennen chu đàn. Đây là một vị tướng đã bị nớp qua quá nhiều phiên bản rồi, nó không quá ngon nếu như thực sự là chúng ta không có form để cho nó. Giả sử như nếu như đang có được hai con tướng Pháp mà cảm thấy bắt về đến kích mức 4, hoặc là chúng ta cũng đang có những con tướng như Lila hay là Nico để có thể kích được mức 3 của chiếc mục van, còn không thì gần như chúng ta đã khá hấp thủ vị tướng này trong việc bắt về nó sớm, bởi vì chúng ta cũng luôn luôn hy vọng rằng, luôn luôn cầu tiến rằng chúng ta sẽ có một con fan cứng ngon hơn nhiều. Ở đây là Vi được trả lại tại cửa hàng con Vi Morsel, con Vi với siêu quẩy sẽ có được nhiều sức hồi phục này, sẽ có được nhiều tốc đánh và hoàn toàn có thể nét máu được. Tuy nhiên chúng ta có thể cân nhắc về trang bị nữa, với trang bị là kiếm, là nước mắt, là váy thì không biết là có thể sử dụng Vi nét máu được hay không đây. Oh. Đồ đẹp nhá. Rất ok thôi. Ở đây là một đồ có rất nhiều đồ đã manh thăm mảnh rồi. Tiếp theo đến với những cái cốc vàng. Nó có muối, thì con cái là đếm. Đó là cái cốc. Tôi thấy là khá thú vị nha. Trong người chơi mà rất hay cầm kiếm. Đúng vậy, vẫn là một lõi có thể đánh Revenge đúng không? Không phải hôm nay, nếu như ta thực sự muốn đánh Revenge thì câu chuyện vẫn là Revenge xuất hiện. Tôi đang thắc mắc là cái đăng ký báu vật sẽ cho trang bị gì, cho cái gì đầu tiên. Và như vậy là chỉ trả về một cái xẻng, à chính xác hơn là một cái búa rèn để có thể đập được trang bị mà thôi. Thì, bản đồ đang cho về một cái item không phải là quá ngon, không phải là xẻng, không phải là second ấn như những gì chúng ta thỉnh thoảng vẫn được thấy ở trong những map đăng ký báu vật như thế này. Còn quay trở lại với màn hình Ngọc Sáu Múi thì đó đang là một con Dinh Liên Xạ đẹp hai băng khi cho thêm Twitch, và phía bên trên đang là một con Lilia cũng không được kích hệ, chỉ là cầm một cái thú tượng mà thôi. Trang bị được cụ thể hóa một cách rất nhanh chóng tới từ vị trí của Ngọc với một thanh BF vừa mới được lấy. Vâng, và chúng ta đã thấy được Hân đã top 1 ở trong lobby thứ 2. Vậy thì liệu rằng Ngọc Sáu Múi có thể sử dụng fan để hướng tới cho mình một cái top 1 hay không? Thì đây là một đội hình đã nhận được rất nhiều những sự tinh chỉnh và sức mạnh, đặc biệt là cô nàng Jinx, cô nàng điên rồ với cây rocket ở sau lưng, luôn luôn có thể cho ra lượng sức mạnh ra cực kỳ khủng khiếp, có được tốc đánh cũng thêm từ hiện tại. Và ở đây có 3 phân cứng để Jinx có thêm được cùng đao. Đây là một bài đấu khá khỏe để Ngọc có thể hướng tới win trick. Rất mạnh, anh ta có những trang bị hoàn hảo rồi, cùng đao từ vô cực
mà lên cấp 5 luôn ngay tại 2.2. Dù rằng đội hình của Fix không phải là quá nhiều khó khăn xa đâu nha, chỉ có duy nhất một con siêu sao và là Mi 2 cùng cả 4 Nico. Nhờ đây thì Intune đang là máy để farm các thủ khác, thì anh ta chỉ có bao cấu một sao, chưa có lắp đồ đâu. Chờ đợi những điều đó, chờ đợi chúng ta hợp lý. Hào nhoáng được lấy, tức là đây là bài Fork Form tới từ Kitun. Và trước thì anh ta muốn tỏ ra là mình flexible sau ra đầu tiên giữ máu quá nhiều và nhận về một cái trái đắng khi chỉ có được với top 7 thôi. Nên ván này thì anh ta sẽ hướng tới thẳng một bài Chu Đam với cái lõi hào nhoáng này. Và lõi hào nhoáng sẽ đem về tốc độ đánh, sẽ đem về máu dành cho số lượng item được lắp trên người của những con tướng Chu Đam, để đồng nghĩa việc là hoàn toàn có thể cho Chu Đam theo kiểu là lắp nhiều đồ lên tầm khoảng 2-3 carry để đạt được ngưỡng sức mạnh tối cao đến từ những chất tướng. Phía bên này là câu nát toàn sao là sao, có ngay một con Katarina với một Sojin và thêm một cái găng bảo thạch. Tuyến trên thì là 3 Hursteel, một vài đấu mà vừa giữ máu được lại còn có Hursteel, một form rất là đẹp. Và bên ngoài thì anh ta cũng đang để dành là hai con fan cứng là Kennen cùng với Lilia. Đúng vậy, anh ta đã dùng toàn sao là sao có lẽ là để lên Katarina 2 cộng với Kennen 2 để có thể hướng tới một con tướng đép máu rất khỏe ở dặn đầu game với trang bị là đẹp. Tuy nhiên là khi là có 3 hết tiêu thì người Việt Nam cứ ra là phải bắt thôi. Ở đây thì một con team khá khỏe đến từ vị trí của Steffi và huyết kiếm cộng với dân công lý thì nó cho ra một lượng hồi phục là khá nhiều cộng với cả siêu quẩy nữa, khiến cho giảm hồi phục trên Kata có lẽ là chưa đủ. Ở phía bên kia thì đội hình cũng chất lượng hơn nhiều bởi những con tướng 2 sao, thế nên Conat tạm thời sẽ đánh cờ Caro ở giai đoạn đầu của ván đấu. Nhưng cũng chẳng sao cả, khi mà phiên bản 13.14.3b thì trước đó chúng ta đã có sự update về chuỗi rồi. Thế nên nếu như tích tiền được sớm mà đánh cờ Caro thì nó cũng không phải là một câu chuyện gì đó quá thọt về mặt lợi tức. Ui, Kitun. Lần này ta thấy một chiếc diều vàng bằng Raven rất thích hợp dành cho các bạn không? Nó đã được một cảnh cho khi còn nước rồi. Có đây, TT đã cảnh ra để nằm trong vân vân chuyện gì cả. Được quấy, họ sẽ bắt đầu trở ra bài thân thần hàng kiếm. Nhưng em chỉ cố nát để đứng từ dậy của bản đồng. Còn vừa lại nước mắt kiếm và rắc lưới một chân kiếm ba tiền. Phải vừa đến tận phòng cuối cùng. Steppy đang đép bằng form siêu quẩy bằng con Vi và anh ta có được con Urgot cầm BF, kịch bản rất đẹp. Nhưng tôi đang muốn nói tới Kitun, người đang sử dụng lõi hào nhoáng và đang muốn chơi bài Chu Đam, nhặt ngay được một cái xẻng lại còn ngay mồm, không ai có quyền được KS cả, cho dù đó có là so đi chăng nữa. Steppy phía bên này đang là bộ khung với 3 siêu quẩy, tao hoàn toàn có thể đẩy nó lên 4 nhưng ta muốn ưu tiên fan cứng để có thêm trang bị. Tôi cũng đánh giá việc để fan cứng nó sẽ đẹp hơn về mặt tộc hệ cũng như là một cái item quyền năng cực kỳ quan trọng cầm trên người của Vi để đảm bảo rằng anh ta có thể sẽ tiếp tục giữ máu được trong khoảng thời gian tiếp theo. Nguyễn Suất 3 có được lượt drone đến từ băng nhưng anh ta cũng không muốn đầu tư lượt drone để đảm bảo nguồn lợi tức, và nếu như tiếp tục giữ được Nguyễn Suất trước Ngọc sau mũi thì anh ta sẽ là người duy nhất cháy ở đoạn tiếp theo. Có lẽ sẽ là khó thôi bởi vì Ngọc có một chiếc lõi combat là khá khỏe, hàng tanh đủ lâu để cho Jin có thể tích cuồng đao, và với vô cực và màu đỏ thì đó là lượng sát thương khổng lồ để có thể hạ gục BV. Một con tướng cầm rất nhiều trang bị hồi phục sẽ không thể có được lợi thế trước một con Jin như thế này. Kennen có thể làm choáng và đòn đánh tay có đủ đam hay không, đây sẽ là cương skill. Ui, tốc độ đánh trên cuồng đao đã mang về chiến thắng cho Ngọc sáu búi trước Steppy. Wow, rất là tiếc dành cho Steppy bởi vì Ngọc sáu búi hiện tại vẫn thành công với Vương Trích. Steppy đã cố gắng ghép được một cái bản đồ ở đây để với Vương Trích, đã tiếc hơi muộn rồi và được trả lại tiền rút tiền đây. Coi như gì đó, phát được tiền đó là cực kỳ giá trị. Đây rồi, nó sẽ là tân combat giữa Ngọc cùng với bài của Foreman. Một dàn tanh đang đứng khá trụng nhau sẽ nhận một sát thương lan tới từ con Senna đang cầm vô cực bùa đỏ, sát thương từ Dinh tạm thời là chưa phải quá nhiều round tích cuồng đào bắn. Hai cục thành công được Yasuo tiếp tục tấn công vào Kennen và đó sẽ là round thắng để nối dài được mạch thắng dành cho Ngọc sáu múi. Một cái win streak 5 dành cho Ngọc và anh ta là người duy nhất cháy cho đến round quái để tiếp tục nuôi được hy vọng đem về top 1 dành cho những tuyển thủ Việt Nam. Còn với Foreman AD thì anh ta đành phải chấp nhận không thể nào có được cho mình những trận thắng với những máu như là có được vị trí khi mà đối đầu một bài mạnh học được. Ở đây thì một bãi quái có thể sẽ tăng thêm những trang bị phòng thủ sẽ là đẹp dành cho Ngọc, bởi vì trang bị gây sát thương trên Jinx có lẽ là đủ rồi. Bây giờ thì đang đánh được cơ kéo
để mình tích đủ đủ số trên quả nào thì nó sẽ là sân thường để có thể chơi với bất kỳ đối thủ nào cho Lobby. Còn Trinh này cũng giống như Olaf thôi, cũng là một vị tướng một vàng siêu sao rất ngon để đép máu, thế nên là không cần phải thay. Nhưng ở đây thì bãi đá đang trả đồ hơi chôn Việt Nam một chút, đó là những mảnh cung gỗ, những mảnh đồ trùng hơi thừa cung một chút thì phải, đúng không ạ? Tuy nhiên là anh chàng này thì đang có cái hướng đánh vật lý, vậy nên là chiếc cung này cũng không biết có thể trong tương lai đâu. Bây giờ thì ta nhận được một chiếc bia đến từ cái đại đồ vật hướng tới táo biết nhanh mạnh của nó, hoàn toàn có thể đã rất quen thuộc và đi vừa rồi là cái màu đỏ này sẽ cần phải chờ một tướng như là Caitlyn hay là Vego thì mới có thể thực sự đi được nó. Đây có thể là một bài 2 carry và Untamid cũng có thể chia cho những con tướng kiểu như Zed hay Ezreal để đánh song song cùng với Caitlyn. Đó sẽ là một sự lựa chọn không tồi dành cho bài của Ngọc khi mà anh ta đang có rất nhiều cung trên người. Còn Fizz phía bên này lên level 6 ở round 3.1 để hy vọng có thể cắt được switch của Ngọc 6 múi. Tốt thì vẫn là thứ đầu tiên nằm xuống đem cho Fizz thêm 1 tiền. Nhưng đây là một bài up level vội của Fizz nhưng không có được chuỗi thắng. Và tiếp tục khi đối đầu với Ngọc thì anh ta cũng sẽ khó để có thể thắng được trước nguồn sát thương đang được tăng tiến một cách quá nhanh chóng đến từ con Jinx ở tuyến sau lưng, hạ gục cực kỳ nhanh vào vị trí của bác. Và đó là round thua một tướng dành cho Fizz. Fizz up cấp độ 6 vừa là để giúp cho mình có được một con siêu sao bạc ngon nhẹ cho mình, vừa là để nuôi hy vọng cắt những chiếc để giúp Ngọc, để khiến cho Ngọc không thể tăng tiến về lượng sức mạnh hơn nữa. VT vào đâu này đã lựa chọn cho mình khổng lồ hóa rồi, khi mà bài của anh ta đang có được Hurt Steel và VT sử dụng Hurt Steel cộng khổng lồ hóa thì đây là một đội hình mà đã mang về rất nhiều những cái top 1, thậm chí là top 1 năm vàng 3 sao khi anh chàng này leo rank ở cái mức 1K4, 1K5 của CS Việt Nam. Hy vọng là những sự quen thuộc này sẽ giúp cho VT có một quả tốt trong bản đấu này. VT đang cần điểm để trước tiên là san lấp cái khoảng cách giữa người đang đứng đầu là anh chàng Ian Ian với bản thân mình, và sau đó thì sẽ sốc lại bản thân để có thể thi đấu tốt ở những bản đấu sau. Trong khi đó thì trong lobby những người chơi cũng đã hoàn thành hết cho mình những lần lựa chọn rồi. VT có cho mình một cái thăng hoa để giúp cho đội hình có thêm sát thương khi lõi đầu tiên không mang về các bạn trong giao tranh. Điểm quan phê một chút thì tôi thấy ở đây là có 3 người chơi và một khi đó là Lee So sẽ giúp mình một tiếng 8 bit rồi với phương men cùng vô cùng 8 bit của tiếng súng và đồ chưa phải là quá thuận khi mà chúng ta chiếm cho cả đây Lee So đang chiếm cách đây ra hoàn toàn không phải là quá nhiều. Tiếp tục một mùa nữa cho anh chàng của Lee quá mệt ít nhất thì anh ta đã có được một gần 8 bit và anh ta cũng đang để dành một con cocky bên ngoài. Nếu như kịch bản xảy ra đủ đẹp thì đó hoàn toàn có thể là một bài 6-8 bit dành cho Shaw. Up được level 6 ở raw 3.3 và vẫn đang dư được cho mình 50 tiền về mặt lợi tức. Quan trọng nhất là anh ta vẫn đang giữ được 3 Hurt Steel và 48 số đã xuất hiện với khổng lồ hóa để giúp cho lượng máu của Shaw hiện tại vẫn đang rơi một con số là 86. Kitun, ván đấu này khi không giữ được win switch nữa thì anh ta cũng không thèm giữ máu luôn. Máu anh ta chỉ còn lại 48 trên vòng 3/3 mà thôi. Đó là con số cực kỳ thấp. Tất nhiên là nếu như so với những gì mà Konat hứng phải trong trận đấu trước thì có lẽ sẽ nhỉnh hơn đôi phần. Nhưng dẫu sao đó cũng là những máu đáng báo động dành cho Kitun. Formanidi đối đầu trực diện với bài của Kitun và cả hai bên đều là Senna. Đó là một cái hào nhoáng kết hợp cùng ma cà rồng. Nguồn sát thương và lượng trang bị khá hợp lý đến từ Senna trong bài đấu của Kitun đang giúp cho anh ta có thể clear được nhanh chóng dàn tanh của đối thủ và vươn vào đến dàn sau của đối phương. Senna phía bên này tấn công trước và đó sẽ là một round thắng dành cho Kitun, chấm dứt chuỗi thua và bắt đầu trên con đường tìm kiếm một con Senna 3 sao. Trên con đường tìm kiếm Senna 3 sao, tuy nhiên lượng tức của anh ta không phải quá đơn giản. 3.3, bạn còn 48 máu và bạn chỉ có đúng 31 vàng. Đó là một lợi tức không hề dư giả để bạn có thể yên tâm giữ lại máu ở những round tiếp theo. Bởi vì 3.5 là một trong những round đấu có thể nói là bước ngoặt của trận đấu, khi mà các tuyển thủ đã bắt đầu xuất hiện có đúng 4 tiền ở trong sân. Đặc biệt là nhận thức thêm cho vị đảo bóng kinh trợ, đặc biệt là có chơi 2 chiếc lõi. Và đặc biệt hơn nữa là những người cũng đánh lưu tích như anh ta, nhiều người sẽ xả tiền vào round này để come back. Và nếu như anh ta mới chỉ có được Senna 2 thì anh ta sẽ là nguồn cơn hứng chịu cái sát thương khổng lồ đến từ những người đang tìm cách để có thể lấy dụng. Nếu như ta may mắn một chút thôi, cần phải là ba thì đầu tiên rằng cái người tốt của anh họ thì họ phản đầu có đây thì Ngọc Sáu Múi lấy về nước để ghép thêm một cái mùa xanh. Cũng vậy là Ngọc Múi đang hơi nhiều mùa để phải là ăn cả rừng, ăn cả đất, ăn cả xung quanh luôn. Hết từng đội đoạn rồi. Hai mùa đỏ. Hai mùa đỏ. Ok đây, khá đẹp.
Tôi muốn đính chính một chút xíu. Ván đấu này Kitun đang có 2 xẻ. Anh ta đã có một ấn chu đam khi anh ta vừa nhặt thanh MBF về. Và nếu như đây là một ván đấu áp lực level nhanh, anh ta hoàn toàn có thể đánh mốc tối đa của chu đam là 9, đúng không nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì là 9 chu đam ở ngay level 8. Còn thực ra hiện tại anh ta đang cần phải hoàn thiện được cho mình con Senna 3 càng sớm càng tốt để tích được lượng về lượng lợi tức và hướng tới level 8 với bộ khung là 9 chu đam nếu anh ta đủ may mắn. Ở đây thì Ngọc đã bị đấm và Steppy đang là người cháy với 98 máu, hai bùa đỏ, một bùa xanh và cái xẻng vẫn đang thừa phía bên ngoài. Đây có thể là một bài đấu đánh Pentakill đến từ Ngọc hay chẳng? Có thể sẽ là như vậy. Thực ra thì với lượng trang bị Ngọc đã lưu sớm thì chúng ta có thể sẽ ra rất nhiều mình có thể là Harry được Harry nhập cái EA với cả Akali hoặc hoàn toàn có thể là sử dụng một cái Fill nếu như chúng ta có thể ra nó. Còn Steppy đang có giáp đồ cực kỳ đẹp, đó là Whip tính thân khí với tiềm năng có thể chống chịu ở phía bên trên và độ sát thương gây ra cũng không nhỏ để cho Urgot ở phía bên dưới cộng với Kennen cộng bốc đồ không tồi mang về độ sát thương giúp anh chàng này có được vị trí 5 với 50 vàng ở level 6. Đối thủ phía bên kia cũng quá căng là một anh chàng đang sử dụng Hostile, đó là VDT, thế nên lượng sát thương đầu ra là không có quá nhiều, dẫu sao cũng sẽ giúp cho VDT ăn được một vài chết để lượng máu mất đi nó là hạn chế nhất. Có thể sẽ là hai chết là đẹp nhưng ăn được Garen sẽ là khó rồi, Jhin không có được cuồng đao thế nên không, bây giờ sẽ chuyển sang để focus vào Urgot. Đó đúng là cua hai chết đẹp rồi, đó là quyết định 6 rồi cho Steppy để tăng lên từ hàng lên cao nhất đến với bãi sói. Anh ta đã khá hoàn hảo đội hình của mình, 50 tiền có đủ đẹp còn tùy sao lại tam bit. Vậy là có hai người chơi tam bit trong chỗ này, đó là So cũng như là VDD. Và nếu như anh ta lại may mắn những cái chỗ trước thì với tôi cũng không biết dùng từ gì để miêu tả tấn công hai, có lẽ không thể nào hai trận đấu. Trận đấu này thì anh ta đang muốn reroll revenge đúng không? Bởi vì hiện tại thì anh ta đang có một cái áo choàng bạc đến từ lõi thứ hai và anh ta cũng đang có một cái vô cực được cầm trên người. Ô, anh ta bắt luôn. À, như vậy là đép tạm để hướng tới một con Caitlyn ở trong trận đấu này rồi. Như vậy là áo choàng bạc cũng cứ để đấy thôi. Và Miss Fortune sẽ là vị tướng tạm thời được cầm đồ để có thể đép ở giai đoạn từ 7 lên 8. Sẽ là một toán có phần hợp lý từ Fomenid, số máu cũng không phải là quá thấp, anh ta cần eco đâu đó ít nhất phải 3 round bởi vì bây giờ mà lên 8 luôn thì cũng có thể là lên được ở 1.2 nhưng ta sẽ không còn tiền để mà làm gì cả, thế nên Bitcoin có thể sẽ lựa chọn thay thế khá phù hợp mang về được bốc hai của nhà giúp mình có một chút sát thương. Ui, so 4.1 lôi ra một con Revenge 3 sao và đó có thể là một trong những cái lý do mà Fomenid không muốn hướng tới Revenge khi đây là một người chơi được Revenge chọn. Revenge lên 3 sao quá sớm như thế này so với lượng máu cũng không thấp, 58 máu thì hoàn toàn có thể snowball lobby và anh ta vẫn còn được ấn tam bit ở phía bên dưới, anh ta có vô cực để chuẩn bị chuyển sang cho một con Caitlyn phụ đam. Đây là một điều rất sáng dành cho so với đam một con lượng máu cũng không phải quá thấp, 58 máu và có được 3 sao 5.68 hit. Xoay bài từ đâu? Lại vàng rồi. So vừa thầm khấn và đó mà là một cái lõi bạc với xoay bài tự động thì thôi, nó gọi là overhợp dành cho So với con Revenge sẽ được biến thành bất cứ một chất tướng gì đấy 4 vàng 3 sao để có thể làm bá chủ trong cái lobby này ở trong giai đoạn tiếp theo. Nhưng cuối cùng thì nó lại trả về một lõi vàng, nhưng chẳng sao cả, Revenge 3 từ sớm có 8 bit, câu chuyện đang là cực kỳ đẹp dành cho So để có thể hướng tới ván đấu top cao. Có điều duy nhất không đẹp mà thôi là cái kiếm súng đang cầm thay vì có thể là một cái huyết kiếm hay là một cái nắm đấm gì đó cầm trên người Revenge, nhưng câu chuyện hiện tại là hoàn toàn ok dành cho So. Còn với Fit thì sao? Anh ta lấy chiếc lõi cuối cùng để gia tăng thêm một lượng lớn về kinh tế để có thể thoải mái hơn cho mình lên 8 và rôn tướng. Đây có thể sẽ là một vài đấu rôn Horror Gazer 3 bởi vì lượng trang bị mà Fit đã có ưu sớm rất đẹp dành cho mình thứ này, hai cái vương miện hoàng gia. Có thể sẽ là một cái thứ ba nữa nếu như anh chàng này sở hữu thêm giáp và gậy. Tuy nhiên cá nhân tôi nghĩ sẽ cần thêm một trang bị để chống chịu thì sẽ là đẹp hơn. Hai vương miện hoàng gia có lẽ là đủ rồi, anh ta đang thiếu đam ở hàng dưới nhưng vẫn đang phải sử dụng bàn là một con tướng cầm đồ cho Carthus. Với Carthus khi mà đã được tinh chỉnh lại thì nó là một con tướng cần ra chiêu nhiều nên Soji và Nandaso sẽ là những trang bị phù hợp dành cho linh hồn bất tử. Và bắt đầu cuối có thể sẽ là một cái vũ thích nghi thôi. Ở đây thì được tiền mà Fit đang lên được nhận về với nhiều quyết định trận này, anh ta đang muốn làm sao một đề mà lên được cấp độ 9 thì lúc đó anh ta sẽ không kẹp được cho mình là 10 Pentakill vì sao anh ta có hai ấn cơ
với cả MC Konak sao, Katarina 3 sao, với Suzin, với Pep và một cái bản lĩnh lý. Thế trận này cũng bắt đầu có lại trận thắng sau một cái thua trước đó phải 4 cuồng nhiệt. Rất may đây không phải là một Qatar đồng quê nên anh ta có thể để ra cái bóng hơn. Gặp ai đây? Wow, núi đã áp bếp rồi với ZKDA. Akali 2 Ngọc xả tiền rất đẹp. Anh ta có được 2 Ari, anh ta có được Z2 siêu sao và anh ta có thêm được một con Akali 2 đang cầm một bùa đỏ trên người. Và bây giờ thì những món trang bị của Ngọc cũng đã được chuyển tới những vị tướng thực sự là cần thiết. Câu đó là người được đi chợ đầu tiên, anh ta đang thừa một xẻng, anh ta đang không biết lắp cái gì cả. Thôi thì nếu như được thêm một cái xẻng nữa, nó sẽ là câu chuyện cực kỳ đẹp dành cho Konat. Còn Kitun, người chợ hệ Chu Đan cũng cần xẻng. Cả hai vòng đi chợ đều có xẻng ngay mồm của Kitun. Một kịch bản cực kỳ đẹp. Kitun đã có 2 ấn Chu Đan, thậm chí là nếu như anh ta muốn, anh ta có thể làm đến 3 ấn Chu Đan cũng được. Đúng vậy, anh ta hoàn toàn có thể kẹp thêm nhiều những vị tướng mạnh ở thời điểm hiện tại vào và biến cho nó thành Chu Đan để gây ra một lượng sát thương chuẩn không hề nhỏ. Và bây giờ thì sao, Konak đang gặp khó khi mình đang sử dụng Katarina với một lobby mà có rất nhiều những nguồn đam trong một đội hình, có rất nhiều đội hình cứng liên nhanh như So ở đây nữa. So thì việc anh ta lên Regen sớm giúp chắc chắn sẽ Eco lại được chuyển hướng tới level 8 để phải chọn một chuyện hơn. Những mốc tộc hệ như ở đây đã thấy được số 6 trên hệ tộc 8 bit được kích hoạt rồi. 6 8 bit luôn luôn là một cái mốc khác biệt hoàn toàn so với 4 cái lượng sắc thương đầu ra bút thêm là nhiều. Nên Regen là một con tướng hoàn toàn có thể coi là chạm nhẹ để bay hơi được hàng tanh và tiến sâu xuống những vị tướng chủ chốt của đối phương. Tuy nhiên cần phải hết thì cần thêm sự chứng chịu đến từ Border và cộng thêm một đam phụ đến từ Katlin nữa. Một nhà Fit đã đổi sang Jin cầm đồ rồi, nhưng hãy nhìn đi, những con tướng 2 sao chưa nói chuyện mà đây còn là 1 sao nữa. Đúng là một cái khều nhẹ thôi, Fit hình như thua nguyên nhà thì phải. Đúng vậy thôi, thực sự là Katakil rất sợ những con bài play nhanh như là Riven. Nó có thể lướt ra sau, nó play nhanh và nó có cả những nữa khiến cho những bài đặt cắt lướt liệu được. Còn về So thì cái này hiện tại là cái điểm trừ thứ nhất mà chúng ta có, đó là cái thứ thu trong cái máy đang hơi ít. Tại đúng vậy, thu vào chúng ta có được là 4.6 cũng như 8 lắc thương thì đâu đó có thể khoảng tầm 5 lắc 6 của một bit thôi, nên nó chưa thực sự là có như hoàn toàn được trong đoạn này. Và So cần có được nhiều thời gian hơn nữa, tích số và tích kỹ năng đáng hơn. Còn về học cũng rằng là vẫn đang được mặt vào cái cặp đôi Ari, không sao cả, với Akali 2 là đẹp hay sao. Có điểm nữa bài So là hình như anh ta chưa có giảm giáp thì phải. Còn quay trở lại bài của Foreman thì đã là một khung tỏ ra là tương đối cứng với dàn tanh tốt bằng một con set 2 cầm hai cái vương bảo hộ kết hợp thêm một trang bị giảm giáp, đó là giáp vành nguyệt thần. Every phía sau lưng có ấn 8 bit bắn khá đau, nhưng Ari hôn thẳng và nguồn sát thương đến từ quá nhiều mục tiêu trên bài của Ngọc Sáu Múi lần này đã giúp cho anh ta đấm rất nhiều vào mặt của Foreman AD để trả lại cái mối thù ở trong ván thi đấu trước. Ngọc vẫn đang tận dụng từng lượng tiền của mình để roll tìm kiếm một con Ari hay. Anh ta chưa muốn Echo để hướng tới thẳng cấp độ 9 ở thời điểm này. Bài đấu đang là 6 KDA, 3 con cuồng nhiệt, 3 fan cứng, 3 pháp sư, 2 vệ binh cùng với 2 chú đạn. Bây giờ thì với việc là đang có một lợi thế rất lớn, 95 máu ở vòng 5 chấm với ngọn lửa và một form đội hình mà gần như không cần phải động đến nút D nữa, thì chắc chắn là Ngọc và Mối sẽ hướng thẳng tới những cấp độ cao và thay thế những con tướng trong dần 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 vào những con tướng chất lượng mang giá trị 5 vàng. Foreman AD, một ván đấu mà anh ta cũng đã hướng tới 8 bit rồi, nhưng con tướng được cầm đồ lại là Edwill. Cái hòm kia đang muốn được bung nắp lắm rồi đây. Cái két này được mở thì sẽ mang về một lượng kinh tế cũng như là một lượng chiến lợi phẩm dành cho Foreman AD. Cái lượng máu của anh chàng này không còn quá nhiều để thua nữa rồi, thì cần phải comeback nhanh thôi. Bây giờ thì những đồng tiền đã được đốt vào cửa hàng, nhưng liệu nó có đem lại sự hiệu quả hay không? Con tướng 2 sao là Zac, con tướng này hoàn toàn có thể chống chịu tốt với hiệu khống chế được gây ra, nhưng có vẻ như không có trang bị thì việc nó có thể thọ được hay không
tôi nghĩ là không. Còn Kittun thì anh đang đã lên được cho mình nhốt vị tướng carry 3 sao là Zena. Và lực đồ này cũng khá là phù hợp khi phải lên game rất nhiều những vị tướng nhiều máu. Nhưng đây là một OKDA không đẹp chút nào cả. Đứng trụ lại thì Vego hai cái dập mang về rất nhiều sát thương, nhưng Carter lại chỉ mới 1 sao thôi. Và ra kill thì khá lâu, Zena đã có khoảng thời gian để có thể clear ngược lại đội hình của Steppy và mang về chiến thắng cho Kittun. Phải nói là một game đấu quá nhiều xẻm giúp cho Kittun cũng đã dễ dàng hơn trong việc comeback. Rằng là quá nhiều xẻo như vậy nhưng cái tổng cũng không thể nào lên được 9 chú đàm mà anh ta phải chơi vào quầy với những chiếc test còn sợ với humanity. Anh ta vừa mới phải nhận về một dân thua nước và lúc này anh ta chỉ phải hai máu thôi bằng chủ nhật của fit có production để hỗ trợ thêm phần nào thường phía sau cũng khả năng ba giáp nữa. Sau khi còn test nếu như không may thì Ago lần này thì một giáp là đủ khá đẹp cái mức nghi về phòng kích tiếp tục trả tiền thôi. Và vì thế này cũng còn nhiều thời gian để ra vậy gặp cuốn rồi và khi mà Ezreal bị phong ấn bởi chiến của Vego thì cả rất ngạc được nhắm tới một này và đây là thủ thứ hai rồi chắc chắn là đủ. Đây chắc chắn là trận đấu cuối cùng của Humanity trong cái game thứ hai này. Đúng vậy, Humanity đã phải dừng chân ở một cái top 8, còn trong khi đó thì Fit với hai máu anh ta lại vừa có được một round thắng để tiếp tục giữ được cái hy vọng để hướng tới những cái top cao hơn. Konat với bài Katarina Reroll cũng đã phải dừng chân ở một cái top 7. Như vậy là ở trong cả hai bàn đấu thì cái thứ hạng của Konat đều không phải là quá cao. Còn Fit với bên này thì anh ta đã xoay sang thành 10 Pentakill và đây là bộ khung cần thiết để xem là thời điểm này mà lên được 10 Pentakill anh ta có thể dễ được hay không. 10 Pentakill là một sức chống chịu cũng như là một nguồn sát thương được thêm vào rất nhiều. Tuy nhiên Vego lại mới chỉ có 200 bị thôi. Và những con tướng cần thiết như Carthus chỉ lại dừng lại một mức 1 sao. Liệu có làm nên được kỳ tích trước nhà của đối thủ phía bên kia hay không? Thì đây là một phong đội xếp trụ vào Vego nhảy một cái đi nào. Nhảy rồi nhưng có vẻ như Senna chưa chịu sát thương. Và sát thương được trả lại đến từ cô nàng cầm súng dài phía bên kia đã kết liễu đi hắc diệt đế vương rồi. Và đó sẽ là chiến thắng dành cho Kittun, một người chơi may mắn khi nhặt được về quá nhiều xẻng. Và bây giờ thì đang là sân chơi của anh ta khi lần lượt những cái tên dừng lại ở vị trí top 8, trước đó là Humanity, top 7 là Konat và top 6 dành cho Genevieve. Hơi đáng tiếc tôi đã rất nhiều lần nhìn thấy bài đấu Chudam counter bài đấu 10 Pentakill rồi. Và thậm chí ở đây đang chỉ là 6 Chudam mà thôi. Công điểm cũng khá là quan trọng nữa, như những gì mà Ghiền cũng như là Sly vừa đề cập là không đủ đồ trên người của Viego cũng như là dàn tanh quá mỏng với nhiều những con tướng 1 sao đến từ bài của Fit. Nhưng đó thực sự là một trận thua phải gọi là rất đậm đến từ bài đấu của Fit trước bài đấu của Kittun. Kittun cũng đã đầu tư việc hướng tới thêm ấn Chudam để đập thành một cái giáp chest để cầm trên người của Kennen, bổ sung thêm về mặt tộc hệ là khá ổn. Và bây giờ anh ta cần phải đối đầu với bài đấu của Ngọc Sáu Múi, một bài đấu rất mạnh ở level 8 với 30 tiền, vẫn là một con Ahri 1 mà thôi. Và giáp chest đang được lắp trên người của Kiana phía bên ngoài. Ahri hôn vào người của Echo. Echo tỏ ra khá trâu, Z chém không mất máu. Echo tiếp tục bung được chiêu của mình và Ahri hôn trong vô vọng. Khả năng clear của Senna là quá tốt và một cú nổ lan clear được 2-3 chết đồng thời của Ngọc Sáu Múi đến từ bài đấu của Kittun giúp cho anh ta tiếp tục giữ được cái lượng máu ổn. Ván đấu trước win streak nhiều dặn đầu tiên thì về một cái top 7. Ván đấu này Lucid chán chê. Anh ta còn lên được thêm cả một con Ahri 2 sau khi vừa chiến thắng được người chơi mà đang có lợi thế cũng như một hình mạnh có thể coi là khủng bố ở thời điểm hiện tại. Còn với Zidisor, anh ta đã để thua 3 trận khi mà lên được lên thứ 8. Anh ta không quyết định là sẽ hướng tới thẳng level 9 rồi. Tại vì Vego thì lên 2 sao cũng chẳng có trang bị. Và Kathleen để luôn là level 8 để dừng lại một con tướng 2 sao thì có lẽ cũng chỉ lọt vào top 4 thôi. Đây là một pha chơi liều cho để có thể hướng tới những phút
tốt cao hơn. Nếu như lên cấp độ cao hơn, anh ta có thể kẹp thêm một nick for để vừa kích được da, vừa kích được tay to mặt lớn, mang thêm rất nhiều sức mạnh cho đội hình và dễ dàng tìm kiếm được đối thủ ngay sau trận đấu với vô cùng trên các linh sang. Đây là một tên gặp bóng, một tên may mắn dành cho Shaw khi bóng này, bóng của trái Kitsun đã bán hành cho không biết bao nhiêu người chơi trong lobby. Anh ta còn chín máu nhưng vẫn còn thở. Ngọc Sao Mũi đang tiếp tục thua bởi vì có lẽ là anh ta không thăng tiến được quá nhiều sức mạnh của đội hình khi mà lên được Z2 nhưng mà lên Atali 2 thì đội hình vẫn như vậy từ rất nhiều round trước. Ui. Ra. Ui ra. Ui ra thật. Rất đẹp và có thêm Lucian, thậm chí là Lucian 2 không? Mở đe ra cuồng đao luôn không? Kịch bản này các bạn dành cho Shaw. Thế là bàn đấu mà VT nổ hũ với Hursteel, chúng ta cũng không được xem bài đấu VT luôn, khá là đáng tiếc. Rôn tương đối nhiều, hai Sona, Zeke, tất cả mọi thứ đều đang có nhưng không có Lucian 2 và hai thanh kiếm BF được lấy về. Caitlyn cũng đang là một, Lucian cũng đang là một, chỉ có Riven ở tuyến trên mà thôi. Nhưng bây giờ với ba cha và đối đầu với bài đấu Ngọc Sáu Múi với cái tốc độ clear đang là ổn khi vừa bổ sung được thêm cho mình một con Ari 2 thì dường như là hơi khó khăn dành cho bài đấu của Shaw. Anh ta đang chém, Riven chém không hạ gục được Akali. Ari quay sang, Riven kích chiêu của mình lên chém. Ari hôn quá đau, Riven hạ gục thành công được Ari. Riven quay sang và hạ gục luôn được Nautical, đem về một tên hy vọng dành cho bài đấu của Shaw. Tên đó Riven đã ở cái ngưỡng máu thập tử rồi nhưng nó vẫn kịp ulti một lần và nhờ cái nhát chém sau đó để kết liễu được mạng của Holy để mang về cho Shaw một chiến thắng hiểm. Và sau khi đã bình tĩnh hơn thì tôi nghĩ là Shaw cần phải kỹ càng hơn trong việc xếp bài, bởi vì vừa rồi nếu như ui bỏ qua câu chuyện đéo đi, bởi vì Steppy từ nay tới giờ chúng ta không xem bài của anh chàng này và bằng một cách tần kia đó khi Fizz không thể roll được một con Karthus hai sao thì hóa ra nguyên nhân nó nằm ở đây, bởi vì Karthus đã được hút hết về nhà của Steppy rồi và với 6 mục tiêu chắc chắn sẽ có một linh hồn gọi vào đầu. Shaw đang hy vọng thắng được mạnh. Thắng không? Riven thắng được. Riven làm được anh không? Riven lao xuống, Riven chém vào vị trí của Karthus 3, cúp cầu hồn. Riven! Riven! Đó là chiến thắng một chết à? Tôi muốn chiến thắng nhiều hơn cơ. Một chết thì chưa đủ để cho Steppy đi. Yes sir! Và là một mầm mống có thể mang về top 1 với Steppy sẽ phải cẩn thận hơn. Và đó là một pha lãnh nghe của Vi to đi ra có theo dõi màn hình bên trái bên trên. Anh ta đã phải rời cuộc chơi rồi chứ không? Anh ta đã lật kèo có cái gì cuối cùng. Mà sao chỉ có đây thì có 6 mối 10 cây DA rồi. Lại là một hệ tập thứ 10 và Ali không hề sao. Trong khoảng lần đó anh ta bán đi con Z và đổi sang siêu sao cây DA. Và đó là Ron rất mát tay để có thể tìm kiếm được hệ tập 10 này. Lại gặp Shaw không? Không, lần này gặp bóng của VET mà thôi. Bóng của VET khá chất lượng. Every 2, Caitlyn 2, Zeke cũng là 2 sao, còn đấu sĩ và giàn tanh đang là tương đối cứng. Với một con Poppy cầm đồ khá đẹp, nhưng đây là 10k DA. Và câu chuyện 10k DA là một câu chuyện khá khác biệt. Sát thương cực kỳ nhiều đến từ Caitlyn ngắm nhưng không đủ để có thể hạ gục thành công được Ahri. Akali vẫn còn đó mặc dù đó chỉ là một con Ahri 1 mà thôi. Akali 1 mà thôi. Và đó là một round thắng dành cho Ngọc Sáu Múi ở level 8 để tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng. Shaw cũng như vậy, ấn 8 bit đang có từ chợ, ấn Chu Dam cũng đang có từ chợ dành cho Kitun. Kitun! Chính Chu Dam! Steppy! Sở Steppy đang đòn rồi. Đòn rồi. Sở Steppy đang có một con Karthus 3 sao. Và đây là một trong những con tướng đúng là sợ những đội hình clear nhanh. Thế nên không thể để cái ấn Chu Dam này rơi vào tay của Kitun được. Anh chàng này đã làm mưa làm gió quá nhiều trận mid game với Senna. Đã cấu đi rất nhiều máu của những người chơi phía bên trên. Và bây giờ hãy nhìn lượng máu của Kitun, Steppy hay Shaw. Mỗi người chỉ có một đơn vị mà thôi. Trong khi đó thì gặp 6 múi. Trước đó thì Sly cũng đã nói là anh chàng này cũng phải bán đi gần như là phân nửa đội hình. Trong đó có Akali 2, trong đó có Z siêu sao để tìm về cho mình một con Ahri. Và bây giờ thì đang chưa thể nâng cấp lại những con tướng đó ở mức sao. Khó cho Shaw rồi. Shaw
sẽ gặp ai đây? So sẽ đối đầu với Ngọc Sáu Múi à? Khó. Người KDA, nếu như Ngọc Sáu Múi có thể xếp chuẩn được Ari vào đầu của Reven, tôi nghĩ là Ngọc Sáu Múi có thể chiến thắng. Còn nếu không thì mọi chuyện chưa thể nói trước được đâu nha. Bởi vì So cũng đã có được Lucian 2 sao. Ui, ngay mồm. Ui, đi luôn rồi. Cầu là đủ rồi. Lucian còn sai góc nữa thì làm sao mà bắn vào vùng của Harry để chạm đây kết quả. Ui. Này, một cái top mấy đây khi mà kích tôi vẫn hỏng rồi. Hỏng rồi. Niềm hy vọng để có thể chấm dứt bài đấu cao thấp 3 của chúng ta đã ra đi. Và So vẫn được một cái top 4. Kitun thì là người đã bị phá cái ấn Chu Nam và anh ta cũng chỉ về là một cái top 5 mà thôi. Nhưng bây giờ thì bài của Ngọc Sáu Múi với 10 KDA liệu có thể thắng được con cao thấp 3 này hay không? Tất nhiên câu chuyện gần như là không thể nào xảy ra được. 10 KDA đúng là khỏe thật nhưng cao thấp này cũng cực kỳ lỗi. Và cái dàn tanh trong bài đấu của Steppy hiện tại là đủ ổn. Anh ta có 5 pentakill, 4 đa phủ, anh ta thay thành 6 pentakill và giảm bớt đi một đa phủ ở trong đội hình. Ấn Chu Đam cũng được kéo ra ngoài và cho Ali vào sân để có thể bết được thêm những lần hôn tới từ con Ari trong bài đấu của Ngọc Sáu Múi. Một tình huống xếp Ari lên rất cao ở tuyến bên trên để né sát thương tới từ Akali, có lẽ là như vậy, nhưng bị dập bởi Viago, bị dập bởi ca thất mà không còn Ari nữa. Vậy thì lấy gì ra đây, lấy gì ra để có thể thắng được Steppy? Và bây giờ thì niềm hy vọng ở trong lobby này dành cho các tuyển thủ TFT Việt Nam còn lại VTT. Có lẽ là như vậy. Vậy. Người duy nhất chiến thắng được Steppy thì anh ta đã dừng lại vị trí top 4 rồi. Không còn ai có thể ngăn cản được con quái vật này. Đúng là Steppy bây giờ chỉ cần trang bị thêm cái lớp lũy thành ở phía bên trên thôi. Anh ta chỉ cần có thêm được sự cứng cáp ở tuyến phòng thủ, đáng tớt sẽ làm hết. Anh ta không cần phải bổ sung thêm vào các tiếp hàng dưới. Bài VTT đâu? Cùng vào địa vị cơ chế cộng với cả chính trị. VTT từ nãy tới giờ khi mà anh chàng này, từ cái lần gần nhất chúng ta được xem đó là anh chàng này có được khổng lồ quá ở 3.2 khi đang nhất của team, cho đến lúc này chưa được biết VTT đang dự. Ui, VT vừa ra là UI2. Được đấy, tôi thấy form mày đẹp đấy. Hai cặp đang được kéo xuống phía bên dưới để có thể không nhận sát thương và chịu đến từ khúc cầu hồn của Carthus. Lucian cũng có thể là con bị giật, nhưng Edwin và Caitlyn là những con tướng thấp máu, nó sẽ bị giật bởi con Carthus 3 này ngay trong lần đầu tiên đúng không? Để xem là sát thương liệu có đủ để clear đến từ bài của VT hay không mà thôi. Đang tấn công, mục tiêu focus khá tốt. Zeke là con tướng đã bị mất máu, khúc cầu lần đầu tiên ngân và chết được một mình Lucian carry mà thôi. Henry vẫn còn, Caitlyn vẫn còn, quay sang focus và Carthus đi nào. Đó là một cú ngắm bay pha bay trúng và đi dành cho Steppy. VT là người thắng. Và chỉ còn lại cạnh tranh top 1-2 đến từ VT cũng như Ngọc Sáu Múi mà thôi. Đó là đấu trí thắng vật đến từ vị trí của VT. Và đúng là Steppy không thể làm nên được gì trước một đội hình nó quá đẹp về mặt tộc hệ. Và khi mà VT đã có được Ghost Steel ở giai đoạn đầu game, khi mà anh ta có khổng lồ hóa, thì hãy xem anh ta đã làm gì với đội hình của mình đi. Một đội hình khỏe về mặt chống chịu, có được bết đam, có được nhiều nguồn sát thương, và với da được kích thêm thì đội hình này cực kỳ nhiều máu. Thế nên những con tướng như Caitlyn, như Edwin chỉ cần được một lần ra kill là hoàn toàn có thể quyết sạch đội hình Steppy. Và bây giờ thì Ngọc Sáu Múi và VT là hai cái tên Việt Nam có thể sẽ cạnh tranh với nhau, và cái tên nào sẽ mang về chiến thắng với cái top 1 đây. Ở phía bên kia là bài 10 KD với một con Ilao lượng máu là cực kỳ dày và ngay lập tức nhảy lên nhảy xuống để triệu hồi ra những cái xúc tu mang lại sự chống chịu tốt. Ari tiến lên, Eco vẫn đang làm choáng, còn đây tay và đó là bách phát bách trúng sát thương là đủ, đó là phát bắn đau và VT trở lại cực kỳ mạnh mẽ ở ván đấu này để có cho mình top 1 với một đội hình đi lên từ hất tiểu. Vâng, và đó là một pha ngăn cách sau cái đầu tiên của VT. Ngầu đét, đó là những gì mà tôi vừa thấy ở VT. Phía tôi thấy là ở phía bên tay trái của VT nó có một cái huy chương ấy,
quả đấy mà vừa mới top 1 phát là bỗng dưng lòi lòi đâu ra kiểu như là em trẻ chẳng hạn cầm huy chương đấy đeo vào cổ với VDT nhờ. Ôi kịch bản nó gọi là búp về mặt tinh thần, gọi là mắc binh đầu đinh rồi cho VDT luôn. Nhưng đúng vậy, đó là một trận top 1 rất ngầu bởi vì anh ta đã shutdown thành công được một bài 10 KDA, một bài ca thớt 3. Anh ta đã làm quá tuyệt vời với một bài gọi là bài tủ trong tủ, đấy chính là bài Hurt Steel, một bài đấu mà chúng ta luôn luôn đem ra trong những tình cảnh ngặt nghèo. Và như đã nói thì đường dài mới biết con ngựa nó hay. Hai bàn đấu vẫn có được 9 điểm đến từ VDT, mặc dù là trong bàn thi đầu tiên anh ta chỉ được một cái top 8 mà thôi.